chào các bạn, mình là Mỹ Duyên đến từ phòng dịch vụ tư vấn công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người gieo hạt sức khỏe tài chính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhau về chủ đề 4 trường phái đầu tư trên thị trường chứng khoán. Trong chứng khoán, để đạt được kết quả vượt trội hơn so với các nhà đầu tư, bạn cần xác định một quan điểm đầu tư nhất định. Nó là sự nhìn nhận thị trường dựa trên mục tiêu đầu tư, thông qua đó xây dựng thành một chiến lược bền vững. Trường phái đầu tư là những nguyên tắc định hướng cho quá trình đưa ra quyết định của các nhà đầu tư. Mỗi một trường phái sẽ thể hiện một triết lý nhất quán, có hệ thống về những vấn đề liên quan đến thị trường. Việc trang bị cho mình một trường phái đầu tư là vô cùng quan trọng nếu muốn thành công, vượt qua các nhà đầu tư khác. Những nhà đầu tư F0 cần phải tích lũy kinh nghiệm, xây dựng quan điểm chiến lược đầu tư riêng biệt rõ ràng. Có rất nhiều trường phái cho các nhà đầu tư tìm hiểu và học hỏi. Dưới đây là tổng hợp 4 trường phái đầu tư phổ biến mang lại hiệu quả cao trên thị trường hiện nay. Đầu tiên, trường phái đầu tư giá trị. Đầu tư giá trị là một trong những trường phái đầu tư chứng khoán kinh điển được sáng lập bởi Benjamin Graham, nhà đầu tư vĩ đại nhất trong thời kỳ của ông. Triết lý của ông khi đầu tư đó là mua cổ phiếu rẻ hơn mức giá trị thực tế của nó, và chìa khóa mấu chốt của phương pháp này chính là giá trị thực của cổ phiếu. Nhà đầu tư đi theo trường phái này sẽ chủ động mua những loại cổ phiếu có giá trị nội tại thấp hơn thị giá, vì họ cho rằng phần lớn thị trường đã có những phản ứng thái quá lên sự biến động giá, dẫn đến cổ phiếu thay đổi quá nhiều. Và điều này vô tình mang đến cơ hội kiếm lợi nhuận cho nhà đầu tư giá trị bằng cách mua cổ phiếu với mức giá chiết khấu giảm giá khi bán. Hình thức này phù hợp với những nhà đầu tư dài hạn và trọn đời. Thứ hai, trường phái đầu tư cơ bản. Là trường phái đầu tư dựa trên những thông tin cơ bản cổ phiếu, thông tin định tính như là uy tín ban lãnh đạo, trình độ nhân viên, thông tin định lượng trong báo cáo tài chính của một doanh nghiệp như là giá trị tài sản, số nợ, lời lỗ của công ty. Bên cạnh đó, trường phái này còn có những định giá tài chính an ninh hoặc tiền tệ tiếp theo của một công ty. Đối với một doanh nghiệp được đánh giá là có một sức khỏe tài chính khỏe mạnh, đồng nghĩa với những thông tin về lợi nhuận, doanh thu, tài sản phải có mức hiện tại ổn định và tiềm năng tăng trưởng. Dựa vào những yếu tố cơ bản vừa nêu trên, các nhà đầu tư chứng khoán có thể rút ra được những ước tính về khả năng kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó, nhà đầu tư sẽ dễ dàng hơn trong việc ra quyết định xem có nên chốt đơn đầu tư vào cổ phiếu của doanh nghiệp này hay không. Đây cũng là một hình thức được ưa thích bởi các nhà đầu tư dài hạn. Thứ ba, trường phái đầu tư tăng trưởng. Có thể nói đầu tư tăng trưởng là sự kết hợp giữa trường phái đầu tư giá trị với những đánh giá xu hướng giá của cổ phiếu. Nó có quan điểm tương tự như đầu tư giá trị, nhưng nhà đầu tư theo phong cách này lại tập trung vào cổ phiếu có P/E cao hơn so với những cổ phiếu tương quan. Phần lớn họ làm vậy vì kỳ vọng tốc độ tăng trưởng mạnh của cổ phiếu sẽ giúp đưa giá trị hiện tại của dòng tiền thu được trong tương lai cao hơn giá mua cổ phiếu lúc này. Các nhà đầu tư đi theo xu hướng đầu tư tăng trưởng sẽ tập trung vào những công ty vừa và nhỏ có mức thu nhập dự kiến tăng trên trung bình so với mặt bằng chung thị trường. Đây được đánh giá là hình thức chơi chứng khoán khá hấp dẫn vì có thể mang lại lợi nhuận khá cao nếu như cổ phiếu những công ty kia lên giá. Tuy nhiên, hình thức này cũng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro nếu những doanh nghiệp nhỏ ấy làm ăn thua lỗ. Đầu tư tăng trưởng phù hợp với những nhà đầu tư ngắn hạn, ưa thích mạo hiểm. Thứ tư, trường phái đầu tư kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật là hình thức đầu tư chứng khoán dựa trên những chỉ báo kỹ thuật hay những biểu đồ để đưa ra quyết định đầu tư. Các biểu đồ và chỉ báo này thường được tính toán dựa trên hai yếu tố cơ bản là giá và khối lượng giao dịch. Trường phái đầu tư này có quan điểm đi ngược lại với đầu tư giá trị. Tức là những nhà đầu tư đi theo phong cách đầu tư chứng khoán này thông thường sẽ cho rằng hoặc là giá trị nội tại không tồn tại, hoặc nếu tồn tại thì phải bằng với thị giá. Bên cạnh đó, các nhà phân tích kỹ thuật cũng tập trung vào các mô hình biến động giá, tín hiệu giao dịch và các công cụ biểu đồ khác để đánh giá điểm mạnh hay điểm yếu của chứng khoán. Toàn bộ ngành phân tích kỹ thuật được các chuyên gia chứng khoán xây dựng bởi 3 quan điểm sau. Mọi thông tin kỹ thuật sẽ phản ánh được giá, giá vận động theo xu hướng và biến động thị trường liên quan đến tâm lý con người. Hình thức này phù hợp với những nhà đầu tư có kiến thức phân tích kỹ thuật tốt, kinh nghiệm giao dịch dày dặn. Hy vọng bài podcast đã cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin hữu ích về trường phái đầu tư chứng khoán.